Hello, em xin chào tất cả chị gái xinh đẹp luôn. Em xin giới thiệu, em là Kim Hoa, nhân viên tư vấn bán hàng của cơ sở Ngọc Trai Salon Phú Quốc. Và hôm nay em gái xin giới thiệu đến mấy chị, đây là mẫu bông tai 67 nha mấy chị ạ. Mẫu bông 67 được mẫu thiết kế hình cái bông hoa rất là đẹp như này. Ngọc 8 ly kết hợp với bờ y 925 bạc đeo không đen không xỉ màu. Mẫu này bên em là bông chút đẩy nha mấy chị. Mua bông chút đẩy thì em gái tặng kèm cho mấy chị thêm chút nhựa silicon. Em có màu xám nè, màu cam, màu vàng, màu trắng. Và em có thêm tông màu đen nữa nha mấy chị ơi. Bông 67 bên em giá 900, mua ngay bây giờ giá giảm còn 699.000. Chị đẹp nào các em trên like thích mẫu bông 67 thì comment cho em gái luôn ha. Em gái đang đeo là màu trắng ánh hồng luôn. Ngọc 8 ly nha mấy chị ơi. Hình cái bông hoa rất là đẹp thế nè. Đó, chị yêu nào các em trên like thích mẫu bông 67 thì comment kèm số điện thoại bên dưới là có đơn mấy chị ha. Mua hàng bên em gái kèm cho mấy chị thẻ bảo hành 3 năm. Trên thẻ bảo hành này có số điện thoại và địa chỉ bên em. Ngày nào em gái cũng like ở khung giờ 12 giờ trưa cho đến 16 giờ hàng ngày ở trang Ngọc Trai Phú Quốc nha mấy chị ơi. Em gái like ở trang này nha mấy chị đẹp của em nhớ vào xem livestream của em gái nha. Dạ rồi, cảm ơn mấy chị đã theo dõi video này của em luôn nha. Chị đẹp nào các em trên like thích mẫu bông 67 comment số điện thoại bên dưới nha. Bye bye, chào tất cả chị gái luôn ạ.